Giao lưu anh em một cái bông hồng xoa mạc nha anh em, có cộng sinh cả thạch anh luôn, ngậm trùng thạch anh dính trong luôn anh em, quá đẹp luôn anh em. Cái cục này coi nó to này, đẹp tuyệt vời luôn, của thiên nhiên tạo nha anh em. Coi này, cái viên đá nó quá đẹp luôn anh em. Coi này, nó ngậm luôn cái viên thạch anh bên trong luôn này. Đây ở ngoài có ngậm luôn thạch anh luôn anh em, viên đá cực kỳ đẹp luôn. Em quay cận cảnh cho anh em xem nha. Ồ, quá đẹp luôn anh em ơi, chịu không nổi. Em nhìn em còn mê mà. Không biết anh em như thế nào chứ, còn viên đá nó quá đẹp. Cũng vất vả lắm anh em, con vác cái viên đá từ trên núi vác xuống. Đá có thiên nhiên tạo nha anh em. Đấy, con nó mọc nè, liền lạc luôn nha anh em. Những bông hồng nó tạo ra ngậm chung với những viên thạch anh luôn. Cái viên này chắc nặng khoảng có 10 kg nè. Cái này em chưa có cân nha. Đây, ngậm cả thạch anh luôn nè. Giao lưu anh em cái viên này. Anh em nào quan tâm thì alo cho em nha. Số điện thoại của em là 035 336 9229 nha. Tấn hình đá phong thủy nha. Số này có kết nối bên Zalo luôn nha anh em. Anh em cảm thấy video mình hay thì cho mình xin một lượt like, lượt đăng ký kênh nha anh em. Để mình có động lực mình làm những cái video tiếp theo cho anh em xem. Cách đi tìm đá và tìm những viên đá đẹp về cho anh em sưu tầm và chơi trang trí nha. Rồi, cảm ơn anh em đã ủng hộ em nha. Đây, anh em cứ nhìn kỹ đi. Rất là đẹp nha anh em, ở ngoài nhìn còn đẹp hơn trong video nha. Đấy, đẹp cực kỳ nha anh em. Viên đá quá đẹp luôn anh em. Nhìn to như này, nguyên cái tay em luôn này. Nguyên động đây là một viên nha anh em, viên này cũng đẹp nè anh em, viên này nhũ nè, nhũ ánh kim sa nè. Lấp lánh luôn nha anh em, kim sa lấp lánh luôn. Đây, anh em nhìn đấy, bên trong có hang hóc nhũ luôn nha, rất đẹp nha anh em, những viên đá đáng sưu tầm nha anh em. Đây, những dòng tinh thể rất là đẹp nha, quý hiếm nha, lạ em chưa thấy. Ở bên trong nó có một cái hang hốc bên trong nha nè, nó ngậm hai ba thước đá này nè. Rồi mình xin kết thúc video nha. Rồi anh em nào quan tâm thì alo cho em, số điện thoại còn 035 336 9229 nha. Cảm ơn anh em đã xem video nha.